Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục đối với tuần tiếp theo của môn thể dục lớp 8. Sau đây, thầy xin mời tất cả các em chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Về nội dung của tuần 7, thì bài thể dục chúng ta sẽ ôn lại bài thể dục lớp 8 để cho các em kiểm tra và thầy sẽ nói là những lỗi sai thường gặp của các em để các em có thể thực hiện tốt hơn bài thể dục của mình. Về chạy ngắn, chúng ta sẽ ôn lại tất cả các giai đoạn trong chạy ngắn. Về bài thể dục lớp 8, thì các em sẽ xem lại một lần nữa hình ảnh minh họa từ nhịp 1 đến nhịp 35. Sau đó, thầy sẽ nói lại cho các em nghe những lỗi sai mà các em thường gặp khi các em thực hiện bài thể dục. Thì đầu tiên các em quan sát từ nhịp 1 đến nhịp 18. Đây là ở minh họa từ nhịp 1 đến nhịp 18. Và từ nhịp 19 đến nhịp 35. Về những lỗi sai thường gặp thì các em chú ý cho thầy. Về nhịp 1, khi thực hiện hai chân vẫn khép sát, không bước hai chân rộng bằng vai. Nhịp 4 và nhịp 6, khi thực hiện các em nhớ khiển gót. Nhịp 2, nhịp 9, nhịp 11, khi thực hiện các nhịp này các em chú ý là bàn tay ngửa. Nhịp 13, 17, 21, 25, 27, 29, 33 và 34. Khi thực hiện các nhịp này, các em chú ý là bàn tay sắp. Nhịp 19, nhịp 23, khi thực hiện thì tay và chân ngược hướng với nhau. Và đó là những cái lỗi sai mà các em thường gặp trong khi thực hiện bài thể dục. Thì khi thực hiện các em chú ý ở những cái nhịp này cho thầy. Thì chúc tất cả các em hoàn thành tốt bài kiểm tra của mình. Chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai, đó là chạy ngắn. Chạy ngắn có 4 giai đoạn. Hôm nay thầy và các em sẽ ôn lại 4 giai đoạn này để các em nắm được kỹ hơn kỹ thuật thực hiện của từng giai đoạn trong chạy ngắn. Thì đầu tiên là xuất phát. Giai đoạn thứ hai là chạy lao. Giai đoạn thứ ba là chạy giữa quãng. Và giai đoạn cuối cùng là về đích. Chúng ta đến với giai đoạn đầu tiên là giai đoạn xuất phát với kỹ thuật xuất phát thấp. Thì kỹ thuật xuất phát thấp các em đã được học ở tuần 4 và tuần 5. Thì ở tuần 7 chúng ta sẽ tiếp tục ôn lại kỹ thuật này một lần nữa để các em có thể nắm được kỹ hơn về kỹ thuật này. Các em sẽ quan sát hình ảnh minh họa. Về kỹ thuật xuất phát thấp, chúng ta có 3 hiệu lệnh. Đầu tiên là vào chỗ. Thì người chạy đứng trước bàn đạp, đặt chân thuận vào bàn đạp trước, chân còn lại đặt vào bàn đạp sau. Sau đó ngồi xuống, người chạy hạ đầu gối chân phía sau xuống đường chạy. Hai tay đặt sát vạch xuất phát và chống trên các ngón tay. Khoảng cách giữa hai bàn tay rộng bằng vai. Hiệu lệnh sẵn sàng. Người chạy dần chuyển trọng tâm về phía trước, từ từ nâng mông lên bằng hoặc cao hơn vai. Hai vai nhô về phía trước và xuất phát từ 5 đến 10cm, mắt nhìn về phía trước. Hiệu lệnh chạy. Người chạy đạp mạnh hai chân, đẩy hai tay rời mặt đường chạy, đánh tay ngược chiều với chân.
chúng ta đến với giai đoạn chạy lao. Các em sẽ quan sát hình ảnh minh họa. Khi hai tay rời khỏi mặt đường, thì người chạy bước vào giai đoạn chạy lao. Khi chạy lao, người chạy cần tăng tốc độ chạy. Và cùng với việc tăng tốc độ chạy thì độ ngã về trước của thân trên giảm dần. Mức độ sử dụng sức trong đánh tay cũng giảm dần. Ở những bước chạy đầu, đặt chân trên đường chạy hơi tách rộng. Sau đó giảm dần cho tới khi kết thúc chạy lao thì mới dần hình thành thành một đường thẳng. Tốc độ chạy lao tăng lên nhờ độ dày của bước chạy. Bước chạy sau nên dài hơn bước chạy trước khoảng 1/2 bàn chân. Sau 9 đến 11 bước thì ổn định. Và nhiệm vụ của giai đoạn chạy lao là đạt tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất. Chúng ta chuyển sang giai đoạn chạy giữa quãng. Các em quan sát hình ảnh minh họa. Sau chạy lao là chạy giữa quãng. Ở giai đoạn này, người chạy cần duy trì tốc độ cao đã đạt được trong chạy lao. Kỹ thuật chạy của giai đoạn này khá ổn định với một số đặc điểm sau. Tiếp đất bằng nửa trước của bàn chân. Tiếp đó, chân chống phía trước chuyển sang chống thẳng đứng, rồi chuyển thành đạp sau. Đồng thời với động tác đạp sau là động tác đưa chân lăn về phía trước. Đùi chân lăn cần nâng cao song song với mặt đất. Vì tốc độ chạy chủ yếu phụ thuộc vào hiệu quả đạp sau, nên động tác này cần phải thực hiện chủ động, nhanh, mạnh và đúng hướng. Ngay khi chân chống trước chạm đất, vai và hông phải chủ động chuyển về phía trước. Chuyển động của vai so với hông cần so le như là của tay và chân. Khi đánh tay, hai tay gập ở khuỷu. Đánh so le và phù hợp với nhịp chạy của hai chân. Hai vai cần thả lỏng. Đánh về phía trước, tay hơi khép vào trong. Đánh ra sau, tay mở để giữ thăng bằng cho cơ thể. Hai bàn tay có thể nắm hờ hoặc duỗi thẳng các ngón tay. Khi chạy trên toàn cự ly, cần hít thở bình thường, chủ động, không làm rối loạn kỹ thuật và nhịp điệu chạy. Giai đoạn chạy giữa quãng là giai đoạn dài nhất trong quá trình chạy. Vì vậy, giai đoạn này là giai đoạn quan trọng nhất trong 4 giai đoạn kỹ thuật. Và nhiệm vụ của giai đoạn chạy giữa quãng là duy trì và phát huy tốc độ cao nhất đã đạt được sau chạy lao. Tốc độ người chạy thường đạt cao nhất ở mét thứ 50-60 của cự ly chạy 100m. Chúng ta đến với giai đoạn về đích. Các em quan sát hình ảnh minh họa. Khi cách đích khoảng 15 đến 20 mét, người chạy cần tập trung hết sức lực để có thể duy trì tốc độ cao nhất. Người chạy nên cố gắng tăng độ ngã người về phía trước để có hiệu quả đạp sau tốt hơn. Người chạy được xem là hoàn thành cự ly chạy khi có một bộ phận của thân trên, trừ phần đầu và tay, chạm tới vạch đích hoặc đường thẳng giống lên từ vạch đích. Do đó, ở bước chạy cuối cùng, người chạy cần chủ động gập thân trên về phía trước để chạm ngực vào dây đích, đó là cách đánh đích bằng ngực. Người chạy cũng có thể kết hợp giữa việc gập thân trên về trước và xoay vai đồng thời để một vai chạm đích, đó là cách đánh đích bằng vai. Chú ý, không nhảy về đích, khi cơ thể bật nhảy lên thì tốc độ sẽ chậm lại. Sau khi về đích,
cần chạy tiếp vài bước theo quán tính để giữ thăng bằng, để không ngã, không dừng đột ngột và không va chạm với những người khác. Về nhiệm vụ của giai đoạn về đích, thì nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn này là dồn hết sức để hoàn thành tốt cự ly chạy và nhanh chóng chạm đích sớm nhất. Và vừa rồi thầy đã ôn lại cho các em tất cả 4 giai đoạn trong chạy ngắn, đó là xuất phát, chạy lao, chạy giữa quãng và về đích. Về yêu cầu khi kiểm tra bài thể dục, các em chú ý các yêu cầu sau. Về đồng phục, thì mặc đồng phục thể dục của trường, bỏ áo vào quần và mang giày thể dục. Trường hợp bạn nào mất đồng phục thì bận đồ thể thao, bỏ áo vào quần, quần dài và mang giày thể dục. Bạn nào không có giày thì khi nộp bài phải báo cho thầy biết lý do. Về yêu cầu khi nộp bài, thì bài các em sẽ gửi qua Zalo của thầy. Đây là số điện thoại Zalo của thầy. Khi nộp bài, các em nộp video và ghi rõ họ tên lớp cho thầy. Về bài thể dục, các em hoàn thành hết bài đúng nhịp động tác. Thực hiện nhịp nhàng, chú ý tay chân thẳng, tư thế đúng động tác của bài thể dục. Khi thực hiện bài thể dục, các em chú ý các lỗi sai. Mỗi em không được sai trên 5 lỗi. Sau khi nộp bài cho thầy, thầy sẽ chấm và báo kết quả cho các em. Về thời gian nộp bài là từ lúc bắt đầu kiểm tra tuần 7 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2021, thì các em chú ý các yêu cầu trên và thực hiện cho đúng. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thầy chúc tất cả các em và gia đình sức khỏe. Thầy xin chào tất cả các em.